với ý nghĩa mang lại tài lộc thịnh vượng. Quả bưởi là một phần quan trọng trong mâm ngũ quả của các gia đình miền Bắc. Phú Thọ thì có bưởi Đoan Hùng, Hà Tĩnh thì có bưởi Phúc Trạch, và khi nhắc đến Hưng Yên thì không thể không nhắc đến bưởi Khoái Châu. Bưởi Khoái Châu, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hưng Yên, phân bố tại huyện Khoái Châu, thành phố Hưng Yên, với diện tích trồng khoảng 20 hectare. Em chào anh. Anh ơi, anh đang làm gì đấy ạ? Anh đang ghép bưởi da xanh. À thế ạ. Thế cái giống cây bưởi này của mình thì mình lấy từ đâu ạ anh? Giống bưởi da xanh này anh nhập ở Tiền Giang. Thế mình ghép cây bưởi như thế này là mình ghép trực tiếp lên cây bưởi da xanh hay là như thế nào ạ? Cái cây bưởi dại này nó có bộ rễ tôm rất là khỏe. Thì anh ghép cái mắt bưởi da xanh bố mẹ này vào cái bưởi dại này. Thì sau này khi nó sinh trưởng lên thì nó mới có năng suất cao. Sau đó thì là quấn giấy bóng, quấn làm sao phải cho kín mắt. Thì là cái mắt bố mẹ này sau khi nó phát triển lên thì ta mới có thể mang đi trồng. Anh ơi, bây giờ là mình sẽ bón phân cho gốc này đúng không ạ? Đúng rồi. Phân này là phân gì ạ anh? Đây là bột đậu tương. Cái bột đậu tương này nó có rất là tốt cho cây trồng. Thì bón để cho nó có con giun đất ấy, nó ăn, nó nhả ra cái chùn quế ấy, là một chất hữu cơ rất là tốt, sẽ đào bới như kiểu nó như kiểu một cái máy cày để cuốc bới cái gốc này, nó có độ thoáng oxy thì cây nó sẽ phát triển rất là tốt, nó rất là khỏe mạnh. Ngoài cái loại phân này ra thì mình còn bón loại phân nào nữa không ạ? Phân chuồng và cho bếp. Còn đâu hàng năm thì bón 6 lần đỗ tương này là chính. Như các bạn có thể thấy thì hai anh em đã phủ kín bột đậu tương xung quanh gốc cây bưởi, và hoạt động này sẽ làm tăng hoạt động đào bới của con giun trùng quế để tạo thêm oxy cho cây bưởi. Anh ơi, vậy thì khi mà cây bưởi bị sâu bệnh thì mình sẽ làm như nào ạ? Hội anh áp dụng theo cách mà phòng là chính. Ví dụ vào mùa trước mùa mưa thì hội anh phòng cái su phát đồng để nó là để chống các cái lấm bệnh phát sinh. Quá trình sau đó thì là quả thì chúng hội anh sẽ bọc lại để nó sẽ không bị ảnh hưởng về các tác động môi trường. À, tức là mình sẽ dùng những cái túi để bọc quả bưởi như thế kia đúng không ạ? Cái vườn bưởi nhà mình rất là khác so với các vườn bưởi mà em từng đến. Thế là nhà mình còn có những cái kênh rất là mát như thế này nữa, và còn được phủ kín bởi bèo tấm nữa. Cái phương pháp này rất là tốt, hữu ích, vì là ở trên là cây mà ở dưới là nước. Thứ nhất là bề mặt ở trên thì nó sẽ bộ rễ một lửa là nó sẽ khô để hút oxy, còn nửa rễ ở dưới này có thể cắm sâu xuống để hút nước. Thì nó sẽ giảm được cái tiền chi phí là công tưới nước và chăm sóc. Và hai là cây bưởi này nó đòi hỏi nước nhiều và ổn định thì trái bưởi nó sẽ ngon. Trồng theo phương pháp này thì trái bưởi nó sẽ chất lượng hơn nhiều. Thì những quả này là chưa đủ điều kiện để bọc hả anh? Không, những quả này bây giờ bắt đầu là bọc được rồi. Anh sẽ hướng dẫn em cách bọc. Yeah, như các bạn có thể thấy thì quả bưởi của tôi đã có thêm một lớp áo giáp rồi đấy. Nhìn quả bưởi rất là to tròn và căng mọng như thế này, nhưng mà để biết được là nó thơm ngon như thế nào thì ngay sau đây Phương Thảo sẽ bổ quả bưởi này nhé. Vậy thì anh em ta cùng nhau bổ xem mà xem ai bổ xong trước. À hay quá, dạ được ạ. Người có thể thấy là múi bưởi rất là to và thấy có màu hồng rất là đẹp, và khi mà ăn thì có một vị ngọt thanh mát và rất là dễ ăn nữa, thực sự rất là ngon anh ạ. Bưởi Khoái Châu sản lượng đạt khoảng 40 tấn một năm, thị trường tiêu thụ Hưng Yên và các tỉnh lân cận.